Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 133. Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, chảy đến trôn áo người. Lại khác nào sương móc hẹt môn sa xuống các núi Si-ôn. Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Chương 2. Vậy, hỡi con, hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giêsu Christ mà làm cho mình mạnh mẽ. Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi. Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con, và chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ, sanh ra bởi dòng vua David, đã từ kẻ chết sống lại theo như tin lành của ta. Vì tin lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội. Nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Vậy nên, ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Giêsu Christ với sự vinh hiển đời đời. Lời này chắc chắn lắm. Ví bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài. Lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị. Nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta. Nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được. Này là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng, phải tránh sự cãi lẫy về lời nói. Sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được. Lấy lòng ngay thẳng, giảng dạy lời của lẽ thật, nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục, vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính, và lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Himene và Philet thật như thế. Họ xây bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. Tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên. Có mấy lời như ấn đóng rằng, Chúa biết kẻ thuộc về Ngài. Lại rằng, phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác. Trong một nhà lớn, không những có bình vàng, bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. Hãy cự những lời biện luận điên dại và trái lẽ, vì biết rằng chỉ sanh ra điều tranh cạnh mà thôi. Và tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Chương 3. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sất sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận,
linh mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thế ấy, con hãy lánh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia, Janet với Jambe chống trả Môi-se thế nào, thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thế ấy. Lòng họ hoại bại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. Nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia. Về phần con đã nói theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của ta. Trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Chương 4. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn. Nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành. Mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán. Kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Hãy cố gắng đến cùng ta cho kịp, vì Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này, và đã đi qua thành Tê-sa-lô-ni-ca. Cơ-rê-sen đi trong xứ Ga-la-ti, còn Tít thì đi xứ Đa-ma-ti rồi. Chỉ có một mình Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm. Ta đã sai Ti-chi-cơ sang thành Ê-phê-sô. Khi con sẽ đến, hãy đem áo choàng mà ta để lại tại nhà Ca-bút thành Tro-át, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da. Alexander thợ đồng đã làm hại ta nhiều lắm, tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ báo ứng. Con cũng phải coi chừng người đó, vì hắn hết sức chống trả lời chúng ta. Khi ta binh vực mình lần thứ nhất, chẳng có ai giúp đỡ, hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện xin điều đó đừng đổ tội về họ. Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho tin lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe. Ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử. Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Ngài muôn đời không cùng. Amen. Hãy chào thăm Berica và Aquila cùng người nhà Onesiphore. Erat ở lại tại thành Corinto, còn Trophim đương đau ốm, ta để ở lại tại thành Mile. Con hãy cố sức đến trước mùa đông. Obulu, Buden.
Linus, Claudia cùng anh em hãy đều chào thăm con. Nguyện xin Chúa ở cùng tâm thần con. Cầu xin ân điển ở cùng các anh em. Chương 24. Trong đời Jehoiakim trị vì, Nebuchadnezzar vua Babylon xâm lấy xứ. Jehoiakim thần phục người trong 3 năm, rồi người đổi ý và phản nghịch với người. Đức Giê-hô-va khiến những quân canh đê, quân Syri, quân Moab và quân của dân Ammon đến đấu địch cùng Giu-đa để hủy hại Giu-đa, tùy theo lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng các tiên tri là tôi tớ ngài mà phán ra. Tai họa này hẳn xảy đến cho Giu-đa bởi mạng lệnh của Đức Giê-hô-va đặng cất nước Giu-đa khỏi trước mặt mình vì cớ các tội lỗi Ma-na-se theo các điều người đã làm, lại cũng tại cớ huyết vô tội mà người đổ ra. Vì người đã làm cho Jerusalem đầy huyết vô tội thì Đức Giê-hô-va không khứng tha thứ người. Các chuyện khác của Jehoiakim, những công việc người, đều chép trong sử ký về các vua Giu-đa. Jehoiakim an giấc cùng các tổ phụ mình và Jehoiakim con trai người làm vua thế cho người. Vả vua Ai Cập không dám ra khỏi xứ mình nữa, bởi vì vua Babylon đã chiếm lấy xứ thuộc về vua Ai Cập từ khe Ai Cập cho đến sông Euphrat. Jehoiakim được 18 tuổi khi lên làm vua. Người cai trị 3 tháng tại Jerusalem. Mẹ người tên là Nehuta, con gái của Ennathan ở Jerusalem. Jehoiakim làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và theo trọn các gương của cha mình. Trong lúc đó, các quân lính Nebuchadnezzar vua Babylon đi lên vây thành Jerusalem. Nebuchadnezzar là vua Babylon cũng đến trước thành. Trong lúc các quân lính người vây thành, Jehoiakim vua Giu-đa bèn cùng mẹ mình, các tôi tớ mình, các quan tướng và các hoạn quan mình đi ra đầu hàng vua Babylon. Vua Babylon bắt người nhằm năm thứ 8 triều mình. Y như lời Đức Giê-hô-va đã phán, người lấy hết thảy những bửu vật của đền Đức Giê-hô-va và những bửu vật của cung vua, đập bể các khí dụng bằng vàng mà Sa-lô-môn vua Israel đã làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người dẫn đi cả dân Giê-ru-sa-lem, hết thảy những quan tướng và những lính chiến mạnh mẽ, số là một muôn người. Lại cũng bắt hết thảy các thợ mộc và thợ rèn, chỉ còn lại những thường dân của xứ. Vậy người đem Jehoiakim đến Babylon, lại bắt đem đến Babylon thái hậu, hoàng hậu, các hoạn quan, những người sang trọng của xứ, luôn với những người chiến sĩ, số là 7.000 người, các thợ mộc và thợ rèn, số là 1.000 người, cả thảy đều là người mạnh dạn có tài chiến trận. Đó là những người mà vua Babylon bắt qua Babylon làm phu tù. Vua Babylon lập Mathania, cậu của Jehoiakim, làm vua thế cho người, đổi tên cho là Sê-đê-kia. Sê-đê-kia được 21 tuổi khi lên làm vua, và người cai trị 11 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Hamuta, con gái của Jeremy ở Libna. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và theo trọn các gương của Jehoiakim. Bởi cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên, nên Ngài giáng trên Jerusalem và Giu-đa những tai họa này, cho đến đổi Ngài trừ bỏ chúng nó khỏi trước mặt Ngài. Sê-đê-kia bèn phản nghịch vua Babylon. Chương 25. Năm thứ 9 đời Sê-đê-kia, ngày mùng 1 tháng 10, Nebuchadnezzar vua Babylon cùng cả đạo quân người đến hãm đánh Jerusalem. Người hạ trại trước thành và đắp lũy vây chung quanh thành. Sự vây thành lâu dài cho đến năm thứ 11 đời Sê-đê-kia. Ngày mùng 9 tháng 4, có sự đói kém lớn trong thành, dân sự không có bánh. Bây giờ, quân canh đê làm lũng một lỗ nơi vách tường thành. Đoạn hết thảy quân lính đang ban đêm đều chạy trốn bởi cửa ở giữa hai vách thành gần vườn vua. Đang khi quân canh đê vây thành, thì vua chạy trốn theo đường đồng bằng. Đạo quân canh đê bèn đuổi theo vua và theo kịp người tại trong đồng bằng Jericho,
cả cơ binh người đều tản lạc và bỏ người. Quân canh đê bắt vua, dẫn đến vua Babylon ở Ribla. Tại đó chúng nó xét đoán người. Chúng nó giết các con trai Sê-đê-kia trước mặt người. Đoạn chúng nó móc mắt Sê-đê-kia, xiềng người bằng xích đồng, rồi dẫn người đến Babylon. Ngày mồng 7 tháng 5, năm thứ 19 đời Nebuchadnezzar vua Babylon, quan thị vệ Nebusaradan, tôi tớ của vua Babylon đến Jerusalem. Người thiêu đốt đền thờ Đức Giê-hô-va, cung của vua và mọi nhà trong thành Jerusalem, thiêu đốt luôn các nhà của người sang trọng. Đoạn, đạo quân canh đê vâng lệnh quan thị vệ phá đổ vách thành chung quanh Jerusalem. Quan thị vệ Nebusaradan bắt dân cư còn sót lại trong thành, luôn với những kẻ hàng đầu vua Babylon và đám dân còn lại khác mà dẫn đi làm phu tù. Quan thị vệ chỉ chừa lại trong xứ những người nghèo khổ hơn hết, đặng trồng nho và làm ruộng. Quân canh đê đập bể những trụ đồng, tán đồng và cái biển bằng đồng ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, rồi đem đồng ấy về Babylon. Chúng nó cũng đem đi những nồi đồng, vá, dao, chén và hết thảy những khí dụng bằng đồng dùng vào việc thờ phượng. Lại quan thị vệ ấy đem đi những lư hương, chậu và các vật bằng vàng, bạc. Còn hai cây trụ, cái biển đồng và các miếng tán mà Salomon đã làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va thì không thể cân được đồng của các vật ấy. Mỗi cây trụ có 18 thước bề cao, trên trụ có đầu đồng 3 thước bề cao, có bao quanh lưới và trái lựu cũng bằng đồng. Cây thứ nhì trang sức lưới giống như cây trước. Quan thị vệ bắt thầy tế lễ thượng phẩm Seraya, thầy phó tế lễ Sophoni và ba người canh giữ cửa đền thờ. Lại bắt trong thành một hoạn quan coi các chiến sĩ, 5 người trong các cận thần vua, thơ ký của quan tổng binh lo chiêu mộ binh lính của xứ, luôn với 60 người của xứ cũng ở trong thành. Quan thị vệ Nebusaradan bắt dẫn hết thảy những người ấy đến vua Babylon tại Ribla. Vua Babylon khiến giết chúng nó tại Ribla trong xứ Hamat. Như vậy, dân Juda bị bắt đem đi khỏi xứ mình. Còn về dân sự mà Nebuchadnezzar đã chừa lại trong xứ Juda, thì vua Babylon đặt Gedalia, con trai Ahikam, cháu Sa-phan làm quan tổng đốc. Khi các quan tướng, tức là Ismael, con trai Nethania, Johanan, con trai Kareat, Seraya, con trai Tanhumet ở Netophat, và Ya-asania, con trai của Makathit, và những quân lính họ đều hay rằng vua Babylon đã đặt Gedalia làm quan tổng đốc, thì họ bèn đi đến người tại Mít-ba. Gedalia thề với chúng và với quân lính của chúng rằng: chớ sợ những tôi tớ của canh đê, hãy ở trong xứ thần phục vua Babylon thì các ngươi sẽ được bình an. Nhưng tháng 7, Ismael, con trai Nethania, cháu Elishama về dòng dõi vua, đến tại Mít-ba, có 10 người đi theo, đánh Gedalia và giết người luôn với người Juda và người canh đê ở với người. Cả dân sự từ nhỏ đến lớn và những quan tướng bèn trỗi dậy đi đến xứ Ai Cập bởi vì sợ người canh đê báo thù. Năm thứ 37, từ khi Jehoiakim vua Juda phải giam, ngày 27 tháng 12, Evin-merodach vua Babylon năm đầu tức vị tha cho Jehoiakim vua Juda ra khỏi ngục. Người nói với Jehoiakim lời hòa nhã và đặt ngôi người cao hơn ngôi các vua đồng với người tại Babylon. Người biểu lột áo tù của Jehoiakim và cho người ăn đồng bàn với mình trọn đời người. Lại trọn đời người, vua hằng ngày lo phù cấp lương thực cho người. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài.
Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.